Mến chào cô chú, cảm ơn cô chú, anh chị đã đến với kênh cháu bé. Hồi sáng ngày hôm nay thì cháu bé với lại cùng cả em xã cũng vừa đi khảo sát nguồn nước xong. Thực sự là cũng rất là khó khăn khi mà bà con sử dụng cái nguồn nước ấy. Như cái thước phim trước cháu bé đã đăng tải thì nó rất là thiếu thốn về cái nguồn nước. Ở đây thì muốn làm đường trước thì cũng phải có một cái bể nước trước. Ở đây thì cháu bé cũng rất là mong muốn được quý cô bác anh chị mạnh thường quân ở trong và ngoài nước cùng nhau hỗ trợ ủng hộ cho bà con dân bản ở đây có thể là phát triển được về cái nguồn nước sạch là một, thứ hai là có nguồn nước sạch thì mới có thể là làm đường cũng như là những cái công trình khác được. Bà con ở đây là đang thiếu rất là nhiều, mong được sự chung tay góp sức ủng hộ từ tất cả cộng đồng. Hôm nay thì sau khi đã về rồi, bây giờ thì cháu bé sẽ tiếp tục là xuống chia sẻ cái tiến trình làm nhà tú chung cũng như là xem các anh em ở trên ở nhà thì đã làm cơm đến đâu nhá. Hồi sáng ấy thì cũng cháu bé chia sẻ video cùng một ngày, thế nên là bây giờ là cũng anh em là đang làm cơm ăn cơm sáng thì hộ đào cái bể phốt cũng như là cái nói chung là hộ nhiều lắm, cả đi lên nước nữa. Thế thì đã sang xem là anh em làm cơm đến đâu nhỉ. Có mua được hai con ngan cũng như là một số rau cỏ, rau xanh các thứ. Chú Tủa à, đang ấy à? Đang làm vịt. Thì cái đấy thì không nên quay, nó không hay mấy. Con cho ông ạ. Đây anh chị à? Em thôi, không phải chị. Em. Bà. Bò. Ai da? Ai đây, con ai đây? Hả? Hả? Con của con dâu à? Con trai con gái đấy. Trộm vía nhỉ, xinh gái. Mau ăn trong nhớn nhá. Rau cỏ mọi người lấy vào ấy đang làm rồi ấy nhỉ. Đây mọi người đang nấu cơm ở trên này này. Đây. Mùa đỗ này mà mọi người thích ăn lắm. Đỗ trên này không trồng, mình quê mình trồng được cây này đấy em. Được mà. Được mình ấy được mà, mình làm nương làm mấy mình lấy về trồng đấy. Trồng được mà. Đỗ này cũng cũng ngon mà. Đi nhà xuống xem tình hình nhà tú chung bây giờ là các bác hay làm đến đâu. Trên này xuống nhìn căn nhà hai cháu rất là đồ sộ của chú ạ. Không biết là sau một quãng thời gian cháu bé lên khảo sát đường nước thì không biết là bây giờ các bác hay làm đến đâu rồi. Mời cô chú anh chị lại tiếp tục xuống đây để cập nhật nhé. Đây nước khó khăn lắm cô chú ạ. Rất mong muốn là được tất cả mọi người cùng biết đến để cùng nhau là hỗ trợ ủng hộ mỗi người một hai viên cây là bà con có thể làm được một cái căn nhà nó hoặc là một tuyến đường nào đấy thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Để xem mà lúc nãy vừa đây nước cứ thế này này, em Tủa em đi cũng đi chở nước từ sáng giờ ấy. Thừa bốn cây này à bác nhỉ? Bốn cây này phải cất đấy, xong rồi phải cất trong nhà đấy để làm công trình nhà tiếp theo. Nghĩ thêm nữa lại lãng phí đi cô chủ ạ. Bốn cây này thì cũng một là cất đi, hai là để cho chỗ nhà tú chung này ít hôm nữa bắn cái mái tôn nó chìa ra hết cái ấy kia cũng được cô chú ạ. Đấy, để xem là tình hình thực tế là cái số tiền hai cháu nó còn bao nhiêu để cho bé cân đối đã nhá. Xong thì có thể là tính tiếp cái vấn đề này, tiếp tục là mình làm một cái mái hiên nó chìa ra hết khỏi cái bậc thà ly đấy, sợ là mưa xuống thì nó cũng sẽ. Cái này thì lát nền vào hết thì cũng không sao đâu, tuy nhiên là mình chìa ra thì nó đẹp hơn thôi. Bác bây giờ đang đào vữa để đang làm nền dở. Không biết là gần xong chưa, gần xong nền chưa nhỉ bác nhỉ? Còn
Còn trong phòng à? Lên, lên bếp nữa. Còn trong phòng mà đúng không? Vâng, lên bếp đi. Vâng. Còn lên phòng khách là đồ. Ừ. Phòng ngủ cũng xong rồi. Ừ. Đây là tuyến đường xuống nhà hai cháu đây. Mốt có máy nghiền bồ đá thì làm luôn tuyến đường xuống đây cũng được. Chỗ này đào cong quá. Cong quá nó cũng có đặt ống, nó cũng không có ở đâu mà. Ừ. Mình cho cái kia nhiều thì nó cũng không sửa đến một tí được. Cô chú cái này thì không nặng lắm. Dễ này là về phốt thì anh em đào xong rồi và xem là các bác ấy lán nền đến đâu, xem mà gần hết rồi. Đây các bác lán phẳng phiu ấy, cái này là còn chưa đổ ấy vào đấy, đổ xi khô vào ấy, xi để miết. Ấy. Đã gần lại gần xong cái này rồi nhỉ? À, chưa đây, ngủ chưa đây này? Em mà phải kiếm lên đấy xem là tình hình như thế nào. Bạn bán vít chưa mấy cái này? Chưa. Ở trong phòng này ngoài này cũng sạch sẽ hết rồi, láng xong mà thêm một lớp xi nữa thì thôi. Lắm rồi, trèo lên đấy để xem các bác làm mà trên đấy tí được nhỉ? À đây đây, có thang. Đây trên đây là cái gác xếp nhà hai cháu, cái này thoải mái người ngủ. Rộng quá nhỉ, không có gian nhà rồi gì nữa. À, làm tầng thứ hai được kìa. Đấy các chú ơi, thiết kế này cũng rất là đẹp ấy. Gác xếp chưa có nhà nào có đâu ở đây. Nhà đầu tiên đấy. Nhìn quá là đẹp. Vâng, nhà mẫu mà mình phải làm để cho mọi người học hỏi theo ấy. Như này sau này thả thí dụ như là có nhà xây nhà ấy mình làm cái này được. Ở trên này mình những cái quần áo cũ này, những cái chăn màn, nồi niêu xoong chảo cũng có thể là để lên trên này được. Mình để vào trong góc này này, mấy cái góc này này, đúng không? Cái chỗ trên này anh nói thật phải ngủ được tầm nếu mà bảo là không có giường thì lên đây ngủ phải được 300 người. Đấy, bây giờ là nhìn rất là thoáng mắt thoải mái rồi. Cái này thì rộng rồi. Rộng 9 mét gác cơ mà. Với phòng này là à đâu 6 mét không? 6 mét gác, 6 mét vuông. Hơn đấy, bởi vì cái phòng này nó còn hơn cả 6 mét cơ cô chú ạ. Hai phòng thì nó hơn thì cái gác thì mình làm hết ra 100% này thì nó cũng vẫn hơn. Đấy. Mà tấm này là cũng là tấm ván xịn nhé. Nó hôm nọ cho bé mua nhầm cái tấm ván đen đen đỏ đỏ ấy. Ui rồi. Sau khi mà cắt ra ở trong nó làm ẩu thật, mình thì cũng không để ý mấy. Mua 20 tấm đâu cái này là bao nhiêu, 15 tấm thôi, 15 tấm. Đây gì mấy tấm, 1 tấm, 2 tấm, 3, 4, 5, 6. Đi 6 tấm. Này thì quá là tuyệt rồi. Nếu mà theo cháu bé thấy là thay vì làm cái nền nhà thì mình sẽ bù vào cái gác này thì gia đình nó sẽ gọn gàng hơn rất là nhiều. Chưa làm cái nền nhà mình lát gạch ấy mà mình không làm gác ấy thì nhìn nó rất là xấu. Không phải là xấu mà nó lộn xộn ấy cô chú, là lát gạch thì nhìn ở dưới nó đẹp hơn nhưng mà cái căn nhà nó không được gọn gàng sạch sẽ. Thế nên là nó cũng không được đẹp như thế này. Trên này thì nếu mà nhà có công có việc gì mọi người lên đây ngủ nghỉ vẫn thoải mái luôn. Cây này thì đảm bảo luôn, bác đã hàn này thì đi trên cây thanh sắt không lo sợ đục vào trong này mà ít nữa lấy xi để ấy vào để ít vào thì thoải mái cắt.
bè. Củ này nó vẫn thế à? Hay là đâu cái chuôi nó dài quá rồi để tháo ra. Làm quá phải khoan nữa thì chắc. Xong coi như là phần gác này lúc nào xong thì con sẽ lại tiếp tục lên đây chia sẻ. Bây giờ là tình hình như thế rồi, các bác hay là lắng lên một chút. Học lắng lên đi xả, mai mốt để đi công trình. Em ơi, ừ học đi. Anh thấy chỗ nhà em này lắng lấy bay về biết biết thì bao giờ nó mới xong. Nhìn sáng quá. Trong nhà phòng có thêm cái gì? Cửa sổ như này nữa. Máy này mới sắm hả bác? Đó. Bao nhiêu cái bộ này? 1 triệu 1. 1 triệu 1 à? Nó em mua cái máy ấy kia thì nó ấy hơn. Nó đâu là 800 mấy, nhưng mà cái loại cầm tay bé bé kia thôi. Nó là máy khoan thôi. Cái này cũng thuộc loại máy khoan thôi mà đúng không? Đúng, máy khoan. Máy chẳng qua là nó có cái củ này em nghĩ là pin nó được lâu hơn đấy. Mua ở ngoài thị trấn à? Đặt trên mạng. Ngoài thị trấn chắc là phải đắt hơn đấy. Cái này kể cả mình bẻ này xong mình ấy nó vẫn ăn đúng không? Ừ, vẫn được mà. Ừ. Ừ nhỉ. Chiếc mốt này đẹp. Nhiều đồ nghề. Cô đi đâu về đấy? Nhìn xem nào, sáng loáng chưa? Siêu biết còn nhiều không nhỉ? Siêu biết còn nhiều không? Còn nhiều ấy. Nhiều em vừa lấy, em lấy lần sau, em lấy đợt sau này lấy cả 3 tấn cơ mà. Trước lấy 4 tấn. Công trình phụ. Đủ công trình phụ nhỉ. Đây thì chắc là chiều mới lắng được cái bếp này, bây giờ cũng tầm giờ trưa rồi đấy. Bếp tối nay cái cháu này thì thoải mái rồi, mưa gió thì không lo rồi.
trên này cũng làm cái hệ thống thoát khói này cô chú này. Đấy. Rất là đảm bảo. Đun bếp vào đây thì tốt luôn. Anh anh gì nhỉ? Tôi mất tên rồi, anh Hải ơi. Lúc nào anh lắm nền thì anh để chỗ này một ủng một chỗ xuống để nó rửa bát đây này. Vâng. Vâng. Mua cái một cầu ấy chưa? Dạ. Một cầu ấy. Chưa, nhưng mà muốn cái ấy thì nhanh thôi mà, cái kia chở vào cái xong. Đằng nào cũng đã xây bể. Dạ. Mai lên thì em lắp luôn. Vâng, vâng. Không biết là khoảng tầm chắc là lấy 3 ống đi nhỉ, đến 3 ống đấy nhỉ, cả các thứ nó phụ lặt vặt nữa. Vâng. Vâng, ok. Chú này nếu mà tắm thì mình có cái ống thoát nữa chứ? Ống thoát sàn á? Ừ. Thoát sàn thì cũng phải có ống thoát sàn riêng ấy. Đấy, nếu mà bây giờ đang tính là cái này là lấy hai ống xong bươi cơ, vào đống này luôn. Dạ. Đấy, bây giờ hai ống này thì mình lấy ống 90 chắc không vào được hai ống. Ừ. Yeah. 60 được không? Đoạn này chắc là phải lấy sợi ống 60. Đoạn này. Ừ. Hai ống 90 là cũng không lấy được. Thoát sàn thì không hề đục một lỗ bé ở ngoài này hơn vài. Ừ. Đằng nào máy đục nó cũng nhanh mà. Ừ, nhưng mà thế là phải làm cao hơn. Ừ. Làm cao hơn cho nó mới vượt được cái này, vượt cái này đục như là có sắt được đâu vậy. Ừ. Thế bác tính là để em mai em đi mua luôn. Mai lấy vào luôn đi. Tự nhiên đục kiểu nào nhưng cũng chẳng sắt được. Rồi. Để ra ngoài này xem là bao nhiêu cái cút kiếc các thứ. Vệ sinh này các bác định làm mấy ngăn đấy? 3 ngăn hay 2 ngăn? 3 ngăn này. 3 ngăn để em mình biết tính là lấy cái vật liệu ấy. Lấy co cút các thứ. 3 ngăn. Chỗ này một cái ấy thôi. Chỗ này một cái này. Đây một cái. Hai cái, một cái ở trong. À, một cái trong. Một cái trong, một cái ở đây. Đúng rồi. Một cái trong, một cái đây. Vậy là một phải một cái nữa cho nó vảnh lên mới được chứ. Hai cái chứ. Chỗ này chưa riêng, chỗ bên trong kia là một cái. Một cái. Bên ngoài hai cái đây. Ba cái. Ba cái. Chỗ này mình lấy cái ấy được. Cái check. Một cái check, ba cái cút là có thể là xuống đến dưới này rồi nhỉ. Ba cái cút, 4 5 cái, 6 cái. Bác tổng hộ em cái, làm quen tổng em. 7 cái. 7 cái cút à? 7 cái cút. 90. Một cái check à? 7 cút một check à? Ờ, một cái check. Đây, check chỗ này. Cái này chú mai chắc một đoàn chắc nổi đấy. Ừ. Chú này mình không đào được đấy. Đoàn đào đầu dưới. Ở đoạn này là hết rồi. Mình chỉ về đến chỗ cây này, khu cây này thôi. Đào đoạn dưới này một tí thôi. Hai ống được rồi. Còn ống 90 phải lấy 3 ống. Đây, ừ, thải xuống chỗ này luôn chả được. Chỗ này người ta đang thải nước đấy. Còn cái ống dẫn bể xuống dưới kia. Ống thoát sàn với lại ống ống thoát sàn là cho xuống đây được mà. Ừ, thoát sàn nhà vệ sinh. Hai ống là được rồi nhỉ? Hai ống đây ống rửa bát nữa. Ừ. Ba ống. Cho thoát xuống đây. Thoát xuống đây luôn à? Vâng.
tức là thoát sàn nhà vệ sinh thì đây nhà họ vẫn cũng ấy đây nhà. Chỗ này là thoát thải thì mình phải ấy xuống dưới này rồi dẫn xuống đây. Còn là năng dài lắm nhỉ, thế khả năng chở một chuyến em chở xe máy vào không hết nhỉ. Yeah. Nó tính trước là mình theo xe, vẫn theo xe là chuyến cũng căng. À ngoài này có bán không nhỉ em nhỉ? Ở ngoài khu vai ấy. Không. Không bán ống nhựa. Ừ. Mệt đấy. Sang bên tắt ngả không? Tắt ngả? Vâng. Còn đi gần hơn nữa. Sang tắt ngả thì xuống Liêm Sơn thì nó kiểu gần hơn. Liêm Sơn. Vào tắt ngả. Liêm Sơn nó lại rẻ nhá, nhà vàng này đắt lắm. Liêm Sơn cái gì cũng rẻ. Chỗ bên nhà chứ ấy. Bao gạo nó cũng chỉ 250, 260 thôi. Ừ, nhưng mà về đây phải 280, 290. Bên đấy rất là đặc biệt đấy. Nó gần cái đường người ta, tức là buôn từ dưới kia về là đến chỗ kia trước ấy. Nên là người ta bán rẻ, xăng bán mới nhỉnh ngân cây có 2.000. Cô bác xăng nhỉnh ngân cây bao nhiêu nghìn? Xăng đây á, 22. 22 à? Ngoài kia là 19, 18 mấy, 19 mấy ấy. Thì cũng không lên mấy đâu. Ừ. Xong rồi nhỉ. Bác có kinh nghiệm láng khác không? Phẳng cái xi cho nó bóng. Vâng. Tối nay đánh được rồi đấy nhỉ. Vâng. Chiều 2-3 giờ mình đánh luôn. Vâng. Sáng cái này ở căn này mà có điện cái nữa thì thôi mà. Có điện. Cái này ở đây không thấy có cái ấy nhỉ, cái ve ấy, bán ve ấy nhỉ. Bán. Ve không có. Không có. Ngoài huyện này. Không, ở đây em đang bảo huyện ấy. Huyện này có. Nhà ve thì nó phải có một cái loại này, nó phải lót mới ve được. Cái này mình tự ve cũng được mà, không phải thuê thợ đâu. Về không ý. Tự làm được mà. À, tự làm được mà. Mấy chỗ xả này bỏ bưởi ra nhỉ. Cứ chùi thôi. Lấy chổi về quét mà. Về có cây lăn bây giờ là tiện, ngày xưa nhờ các ông bà lấy chổi về quét đây còn có từng vết chổi đây nhỉ. Bây giờ mới có cây lăn thôi chứ. Cái này theo bác là sơn màu gì, là nếu mà ve thì ve màu gì nó đẹp? Màu sứa đẹp. Màu trắng màu sứa. Màu sứa là đẹp. Nhưng mà đây trẻ con thế thì không ăn thua đâu đây này. Chi tôi có vết đâu. Nhà Hùng bây giờ nhìn ta nhìn ấy hết là còn gì nữa. Trẻ con nó nghịch ấy, nhà già cũng khác gì. Nhà Hùng tôi cũng bị hết, bẩn hết rồi. Ừ. Vẽ bẩn hết. Anh em đang cùng cả các bác thợ nữa là đang làm. Con em xã. Đấy, bác hôm nay là tự tay làm. Từ cái các bác làm là giống chỗ em làm là ăn uống nó mình cảm thấy rồi. Nó ngon hơn. Bây giờ tua. Hả? Không mua giữ gì nữa, phải kia cho tàu. Cho tàu kia. Như kia họ á. Hả? Ú là tàu hình ổng. Có đây xia mà tàu xia là. Ừ. Mấy mẹ ổ, ổ dề nè, ổ dề nè. Tìm vô đó. Cái này thì mình ăn không có nhỉ, cái đậu hũ nhỉ? Vâng, ăn sống được mà. Sáng này nó làm nóng nhưng mà sắp sạch rồi. Không biết sạch chưa? Sạch rồi. Các cô ngắt mà, các chị em ngắt. Một nước. Đấy, hôm nay tủa về nhìn cái chạn bát đũa thứ nó cũng
ok hơn, sạch sẽ hơn. Cái này mà mình lọc được thịt ra xào lăn ngon lắm bác nhỉ. Yeah. Xào với xả ớt đây, có ở quê em có cái lá mật nữa. Đấy, cái thịt này là xào lăn, còn cái xương nữa thì măng măng canh. Ừ, canh măng ấy. Năm kia nhà anh nuôi mấy trăm con cơ mà. Mấy trăm con à? Mà đầu ra chắc không lái mấy. Không phải thôi, không thôi. Ừ. Anh nuôi từ nước làm được bể nước là hoàng rộng, nuôi thoải mái mà. Thế ngan này có khi nó ăn ít hơn vịt một tí. Vịt ăn mới. Nhưng mà thời gian nuôi lâu hơn. Ăn vịt chỉ là tầm tháng lưng mới đi là. Khoảng 6 mấy ngày thôi. Gần 70 ngày là được bắt đầu được bán. Xuất rồi. Ừ. Mà Nga đi ít nhất thì phải tầm khoảng 5 tháng. 5 tháng mới được xuất. Nhưng mà Nga nó lại đắt hơn. Nó bù vào giá. Đói đói chưa bác? Đói chưa? Đói chưa? Ta bằng chảo à thôi mà. Chào, mà cái này mới nhanh được. Ở mình đây nó cơ sở hạ tầng nó vẫn còn yếu kém này, đâm ra là chưa ấy được. Mèo vàng này con thua đâu, chắc có sao đi. Chắc có Giang mới biết bài nhớ. Cái kia kìa. Bây giờ các bác lên làm cái nhà hàng đấy. Được nhà hàng đấy. Đây cái nồi bắp cái răng trên nồi rất là ngon. Ui cái nắp kia làm gì vậy? Khí quá. Đây vào đây. Khói này, khói trong nhà. Mặt phải phị thật đấy, trên này ăn uống rất là ấy, nhưng mà nhìn người nào người đấy nhìn rất là khỏe khoắn nhé. Sắp chín chưa ạ? Bác là tầm này rất là đói rồi, hôm nay là ăn cơm là quá bữa rồi đấy, đấy không bác nào ngồi rồi. Được khá nhiều này. Hôm nay là cũng tương đối tương tấp rồi đấy. Hôm nay các bác xào nhìn nó nhìn nó hấp dẫn hơn. Vẫn còn xem thịt này rất là để anh em đấy, ăn sâu thôi. Ăn vụng à? À cho con à. Được mấy đĩa? Ba đĩa không? Ôi lâu phải mời các bác một bữa chứ. Có lẽ mọi người ở đây này cứ đến hộ các cháu suốt, nhưng mà đã có cơ hội nào mời mọi người ăn bữa nào nó hẳn hoi đâu. Cứ mọi người đến thì mình cứ mua gà đông lạnh với lại cái cá đông lạnh ấy. Hôm nay đổi món một tí. Động viên thôi, nói chung động viên, vừa động viên mọi người vừa động viên các bác thôi. Nào mọi người ăn cơm đi. Cơm chín rồi. Đây vẫn còn thêm củ cánh nữa nhỉ. Củ cánh cũng ngon mà. Đấy, cả hai mâm đẹp. Đây các cháu có cơ hội mời các bác ăn bữa.
cũng là cảm ơn mọi người. Vâng, cơm đi. Cảm ơn các bác nhá. Cảm ơn chú chùa. Rồi. Cảm ơn cả nhà hết sức là đắc lực mấy anh em đây. Uống như rượu Tây ấy. Ăn thật. Bây giờ các cháu với lại các chị em mới đang ăn cơm này. Cháu Tú ơi. Ăn đi. Vừa miệng không? Ngon không? Ngon à. Này các bác thợ, các bác làm đầu bếp đấy. Giờ thì các bác cũng như là anh em bà con là ăn cơm xong rồi, lại chuẩn bị xuống là chuẩn bị triển khai tiếp công trình của hai cháu. Đây là thành tích ấy. Thôi thế thì cháu bé cũng xin khép lại video ở đây thôi, để cập nhật lại cái tình hình. Bây giờ cháu bé sang bên này làm một số công việc nữa, chưa có được rảnh ngay ấy. Nên là cũng xin khép lại video ở đây, thì sáng mai cháu bé vào sẽ chia sẻ sau cho cô bác anh chị cùng nắm rõ hơn ạ. Còn bây giờ thì cháu bé xin chào và hẹn gặp lại.